Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Köln và câu lạc bộ Bayern Munich. Đây là trận đấu thuộc vòng 12 giải vô địch quốc gia Đức và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Bayern Munich sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Köln với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 1,5 và tăng 2 trái, mức tài xỉu là 3,75, 4 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ nhận được rất là nhiều khuyến mãi như được bảo hiểm 3 lần chơi thể thao đầu tiên và ngoài ra còn được khuyến mãi lên đến 600 cành. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Köln và Bayern Munich thì Köln thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Bayern Munich. 5 trận thi đấu gần nhất của Köln thì Köln thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bayern Munich chấp 1,75 hoặc là 1,5 nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao và Bayern phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Köln thì mình thấy là Bayern Munich đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội chủ nhà về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Bayern Munich họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với Köln nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Bayern Munich thời gian vừa qua nó cũng vô cùng ấn tượng luôn. Ở lượt trận này thì Bayern họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình đầy đủ nhất và gặp một Köln cũng không quá mạnh, và hiện tại thì Köln đang mất phong độ nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Bayern Munich có thêm một chiến thắng nữa để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với hiệu suất ghi bàn rất tốt thời gian vừa qua cộng với phong độ đang ổn định hơn đội chủ nhà thì với mức kèo chấp này mình nghĩ là cũng sẽ không làm khó được Bayern Munich đâu, cho nên bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Bayern Munich chấp nha. Mức tài xỉu là 3,75, 4 trái và 3,5. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, riêng ở trên sân của Köln á, thì mình thấy là thường không có được nhiều bàn thắng các bạn. Với lại là Köln mặc dù là họ đang mất phong độ nhưng mà họ đá trên sân nhà thì họ thường mình thấy là họ đá cũng rất khó chịu. Nhiều khả năng là trận đấu này Köln họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Bayern. Có thể là Bayern họ chỉ thắng được kèo trên thôi. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc dữ lắm là 3-0 nghiêng về cho Bayern Munich. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu nha. Để cho an toàn thì các bạn nên lựa kèo xỉu 4. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Thì do đó hiệp 1 với đẳng cấp vượt trội hơn và mọi thứ đều đang ổn định hơn thì Bayern Munich họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Bayern Munich chấp dưới 1 nha và đá nhẹ cái tài. Nhưng mà theo mình thì tài xỉu hiệp 1 các bạn nên cho qua nha. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Bayern Munich và đá xỉu. Ở hiệp 1 chọn Bayern Munich. Nếu như muốn đá tài xỉu hiệp 1 thì đá nhẹ cái tài. Chúc anh em may mắn.